Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 18 giờ hôm nay, ngày 3 tháng 6 của báo Thanh Hóa xin được chuyển tới quý vị những thông tin thời sự quan trọng được chúng tôi cập nhật trong ngày. Đáng chú ý là Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo huy động nguồn lực địa phương hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Thanh Hóa. 4 ngân hàng và 1 doanh nghiệp bán vàng miếng sang thị trường từ hôm nay, ngày 3 tháng 6. Đề xuất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và quảng cáo sản phẩm thuốc lá mới. Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 55 ngày 1 tháng 6 năm 2024 về việc huy động các nguồn lực của địa phương để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Thời gian qua, để tập trung cao độ công tác thi công, phấn đấu nhất định hoàn thành công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã huy động gần 10.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động làm việc 3K 4 kíp xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ tại các công trường trên địa bàn 9 tỉnh có đường dây đi qua, trong đó có Thanh Hóa. Trong những ngày qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục huy động tối đa lực lượng với hơn 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân tay nghề cao, chi viện, hỗ trợ cho lực lượng thi công trên các công trường để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công trong thời gian nước rút. Để đảm bảo công tác hậu cần và thi công, đảm bảo cho lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên các công trường có điều kiện tập trung làm việc, hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực sẵn có, hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại đảm bảo thuận tiện, vệ sinh, an toàn, sức khỏe cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động. Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức đoàn huy động lực lượng đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích sức trẻ Việt Nam, tổ chức lao động công ích tham gia xây dựng công trình. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia chỉ huy các lực lượng tổ chức thi công hợp lý, khoa học, hiệu quả, tránh chồng chéo, thường xuyên kiểm tra, giám sát trên công trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Sáng ngày 3 tháng 6, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Chương trình có 7 mục tiêu tổng quát và tổng các nguồn lực huy động để thực hiện trong giai đoạn 2025-2030 là hơn 122.000 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 có 7 mục tiêu tổng quát gồm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, chuyên gia đầu ngành, lực lượng người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao, phát huy tính đại chúng, tính khoa học, tính dân tộc của văn hóa thông qua đổi mới sáng tạo, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Chương trình được thiết kế gồm 10 nội dung thành phần, 153 chỉ tiêu chi tiết, 42 nhiệm vụ cụ thể, 186 hoạt động chi tiết theo đúng nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa năm 2021 về 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để phát triển văn hóa trong thời gian tới. Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ đồng. Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho rằng, việc đầu tư chương trình ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn, tiếp tục khẳng định các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển văn hóa đề ra trong các nghị quyết của Đảng. Chiều ngày 3 tháng 6 tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Lê Văn Huân, tức Thượng tọa Thích Tâm Đức, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Đồng Thọ, Hàm Rồng, Trường Thi, Nam Ngạn trước kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri 4 phường Đông Thọ, Hàm Rồng, Trường Thi, Nam Ngạn đã kiến nghị đề xuất với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có ý kiến với Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết việc sớm có phương án triển khai tiếp giai đoạn 2 đường vành đai phía Tây thuộc dự án BOT. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm có nghị quyết thực hiện Nghị định số 33 ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hạn chế và không mở rộng khu công nghiệp Tây Bắc Ga. Đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân có ý kiến đến ban ngành cấp tỉnh, chỉ đạo kiểm tra, có phương án quản lý sử dụng hiệu quả khu đất hơn 20.000 m2 bên cạnh di tích lịch sử nhà máy điện Hàm Rồng, có phương án giải quyết đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án tiêu úng Đông Sơn và dự án khu đô thị mới ven sông Hạc. Ủy ban Nhân dân tỉnh cần quan tâm kêu gọi đầu tư thực hiện dự án khu xử lý chất thải rắn liên huyện, đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải cho thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận. Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri đã dành cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri 4 phường và các phòng ban thành phố Thanh Hóa đã phản ánh những khó khăn vướng mắc trong đời sống xã hội. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Thanh Hóa nghiên cứu tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng của cử tri để tập trung giải quyết, đáp ứng mong mỏi của cử tri. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng chia sẻ với các cử tri về những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển của tỉnh và nêu lên những giải pháp định hướng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng mong rằng trong quá trình phát triển của tỉnh, của thành phố Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của mỗi cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân để xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Hôm nay ngày 3 tháng 6, 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC cùng tham gia mua vàng từ ngân hàng nhà nước để bán trực tiếp tới người dân. Chiều muộn ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước thông tin cùng với 4 ngân hàng thương mại nhà nước là BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC sẽ tham gia mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bán trực tiếp tới người dân. Đây là đơn vị thứ 5 tham gia mua bán vàng theo phương án này của Ngân hàng Nhà nước, góp phần quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đưa giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới. Từ chiều nay, 5 đơn vị nói trên đã triển khai bán vàng miếng SJC cho các khách hàng cá nhân. Dự kiến từ ngày mai mùng 4 tháng 6 sẽ triển khai bán vàng từ lúc 9 giờ. Về địa điểm bán vàng miếng nằm trong mạng lưới chi nhánh của 5 đơn vị nói trên và thời gian cụ thể ở từng chi nhánh. Về giá bán vàng, căn cứ vào giá mua vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị sẽ xác định và công bố giá bán vàng miếng SJC trên website của mình. Về cách thức mua vàng, khách hàng mang theo giấy tờ tùy thân theo quy định đến trực tiếp các địa điểm bán vàng của 5 đơn vị nêu trên để giao dịch, thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay. Hóa đơn bán hàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức hóa đơn điện tử. Ngân hàng Nhà nước lưu ý, ngoại trừ công ty SJC được phép thực hiện giao dịch mua và bán vàng miếng với khách hàng, 4 ngân hàng thương mại nhà nước còn lại chỉ thực hiện bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân mà không thực hiện mua vàng miếng SJC từ khách hàng. Để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cục chuyên ngành cùng các đơn vị liên quan phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 15 ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Đồng thời, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, lực lượng chức năng của ngành công an để đảm bảo việc vận chuyển đề thi, bài thi được an toàn tuyệt đối, huy động tối đa phương tiện đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của thí sinh, người nhà thí sinh và giải quyết kịp thời các sự cố ùn tắc giao thông. Các đơn vị trên chỉ đạo hướng dẫn việc tăng cường năng lực vận tải, có phương án kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông trong các ngày thi. Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác điều phối, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có tổ chức hội đồng thi, không để thí sinh đến dự thi muộn do thiếu phương tiện vận chuyển, ùn tắc giao thông gây ra. Theo Bộ Y tế, chỉ tính riêng năm 2023, cả nước có hơn 1.200 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng nói, nhiều mẫu xét nghiệm thuốc lá điện tử của bệnh nhân cho kết quả dương tính với ma túy.
Kết quả điều tra xã hội học của Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở người trưởng thành đã tăng 18 lần, từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% năm 2020. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm tuổi học sinh từ 13 đến 15 tuổi là 3,5% năm 2022. Trong khi đó, các loại thuốc lá điện tử đều chứa nicotine, chất gây nghiện cao. Nicotine có thể gây hại đến các vùng não bộ của trẻ vị thành niên, nơi kiểm soát sự tập trung, học tập, tâm trạng và khả năng kiểm soát hành vi. Một số người sử dụng thuốc lá điện tử đã từng bị co giật. Một số pin của thiết bị thuốc lá điện tử thậm chí còn có khả năng phát nổ và gây thương tích cho người sử dụng. Trước mối nguy hại của thuốc lá điện tử, Bộ Y tế đang xây dựng hồ sơ để trình chính phủ nội dung cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá mới này. Những thông tin trên đã khép lại bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.